Chào mọi người, tiếp tục ra đi phần công trình thi công lắp đặt bàn thờ treo tường, bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật cho gia đình chị Phương. Thì Duy tiếp tục ở video này thì Duy lắp tấm chống bão khói lên cho bàn thờ Phật Quan Âm. Trước khi lắp tấm chống bão khói lên thì chúng ta sử dụng khung áo khói đưa lên trên trần để định vị. Tiếp theo thì như Duy đang làm đó thì chúng ta sẽ dùng tuốc nơ vít để tạo lỗ ở trên trần thạch cao. Với trần thạch cao thì các bạn có thể sử dụng tuốc nơ vít để tạo lỗ luôn. Các bạn đưa tuốc nơ vít lên xoay theo chiều kim đồng hồ, dùng một lực vừa nhẹ để tạo lỗ thủng ở trên đấy để chúng ta bắt tắc ke vào. Còn với trần bê tông thì các bạn nên sử dụng khoan. Với mũi khoan 3 chắc các bạn khoan và chúng ta cũng bắt tắc ke lên tương tự như là trần thạch cao. Đó, sau khi Duy đã tạo được 4 lỗ ở trên trần rồi thì chúng ta sẽ dùng nở để chúng ta bắt lên. Tắc ke nở cho trần thạch cao sử dụng là tắc ke bướm, như hình ở trên Duy vừa đưa lên trên màn hình cho các bạn xem. Đó. Ở trường hợp này thì các bạn có thể thấy là chúng ta bỏ lên tắc ke lên và chúng ta đóng. Chúng ta có thể sử dụng búa hoặc là cán của tuốc nơ vít để chúng ta đóng tắc ke lên rất là nhẹ nhàng đơn giản. Đấy. Chúng ta có thể sử dụng luôn cán tuốc nơ vít để đóng. Các bạn đóng với lực vừa nhẹ nhàng bởi vì trần thạch cao rất là yếu, cho nên các bạn không nên đóng mạnh. Và sau khi mà chúng ta đã đóng xong tắc ke nở lên trần thì chúng ta sẽ đưa khung áo khói lên để bắt cố định. Đấy, các bạn có thể sử dụng tuốc nơ vít hoặc là máy khoan như Duy để bắn đinh lên. Đó, chúng ta sẽ bắn 4 đinh để cố định khung áo khói lại và tiếp tục. Đấy, đinh thứ 2, đinh thứ 3 và đinh thứ 4. Đấy, chúng ta bắn lần lượt. Các bạn sử dụng tuốc nơ vít hoặc là máy khoan để được. Đó, chúng ta có thể sử dụng tuốc nơ vít để chúng ta siết lại một lần nữa cho chắc chắn. Đấy. Ok, thì như vậy là chúng ta đã đưa được khung áo khói lên rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Duy và theo dõi để xem những kiến thức mà Duy chia sẻ về nội thất phòng thờ, kiến thức về thờ cúng, bài trí trên bàn thờ, kiến thức tâm linh mà Duy biết được và Duy trải nghiệm chia sẻ cho mọi người. Sau khi đưa được khung áo khói lên, chúng ta sẽ đưa tấm mica và tấm hoa văn lên. Chúng ta sẽ đưa hai cái tấm này lên cùng một lần qua một khe của tấm chống áo khói. Sau khi đưa lên xong thì chúng ta dùng thanh nắp chúng ta nắp lại. Đấy, như vậy thì chúng ta đã có một tấm chống áo khói đã được lắp lên trên bàn thờ Phật Quan Âm với chữ An rất là đẹp. Chữ An ở đây có nghĩa là cầu bình an, cầu sức khỏe cho gia chủ. Các bạn nếu mà chưa có tấm chống áo khói cho gia đình ở trên bàn thờ thì các bạn có thể để lại số điện thoại hoặc là liên hệ cho Duy qua hotline. Số điện thoại Duy để ở góc trái màn hình đấy. Hotline của Duy Tâm là 0386 149 178. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp để được Duy và đội ngũ tư vấn tận tình những cái mẫu tấm chống khói, những cái mẫu bàn thờ treo tường phù hợp nhất với không gian của mình. Và bây giờ Duy xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở Sherry phần 3 của tư vấn và phía sau chúng ta sẽ có phần trang trí bàn thờ. Các bạn nhớ đón xem video của Duy Tâm. Hẹn gặp lại mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.